Good morning, friends, on this fourth day Xin of chào tất cả các bạn. Ngày thứ tư của hội nghị. Và chúng ta sẽ bắt đầu một buổi hôm nay với cả bài thăm thiền, và hy vọng là nó sẽ mang chúng ta lại một cái nguồn năng lượng là cái sự kết nối với nhau, cũng như là cái công việc mà chúng ta đang làm để có thể nâng cao chính bản thân mình, để sống như những linh hồn. Tôi sẽ đọc lại một cái câu của chân sư DK đã viết rất là nhiều năm trước. Và sự chỉnh hợp bắt đầu. Tôi đã đưa ra rất là nhiều bài thăm thiền, công việc thăm thiền cho mỗi bạn và tất cả. Tôi biết là nó đã được các bạn làm theo hoặc là không, và tôi đã nhận ra rằng cái một sự cần thiết cơ bản là chỉnh hợp. Bạn cần cái sự kết nối trực tiếp giữa trái tim và linh hồn. Và chúng ta biết rằng qua thời gian thì bạn sẽ cần cái sự kết nối trực tiếp giữa trái tim, cái đầu và linh hồn, và nó là điều cần thiết. Và để chuẩn bị cho cái sự kết nối cao hơn này, và chỉ có ba trong số các bạn đã thực sự đạt được cái hiệu quả trong công việc này. Và do đó là tôi sẽ đưa cho bạn một cái bài chỉnh hợp rất là đơn giản. Cái mà chúng tôi yêu cầu các bạn sẽ làm cùng nhau cho đến khi có cái thông báo mới hơn từ tôi, và tôi nhấn mạnh là các bạn phải làm với nhau như là một nhóm và phải tiếp tục làm như vậy trong cái niềm hy vọng cùng với nhóm. Các bạn như là một nhóm sẽ tiến đến và đồng hợp nhất với nhau, bởi vì cái này sẽ tạo ra cái kết quả rất là nhanh chóng và tuyệt vời, và nó sẽ tốt cho tất cả các bạn. Hãy luyện tập và chỉnh hợp nhanh hơn, và nó sẽ giúp cho nhóm của chúng ta chỉnh hợp rất là nhiều. Cái bài này sẽ rất là ngắn và đơn giản, và các bạn sẽ xem nó như là cái bài cơ bản, và tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ đạt được thành tựu với cái nỗ lực không ngừng. Và đó là cái ý định của tôi để đưa ra một cái bài tham thiền liên quan đến một cái luân xa khác, nhưng mà kết quả của công việc sẽ phụ thuộc vào các bạn. Nó sẽ không được bảo đảm nếu như mà một cái sự chỉnh hợp tốt hơn sẽ được áp dụng. Và tôi yêu cầu các bạn sẽ làm cái bài chỉnh hợp này mỗi ngày, và chúng ta sẽ bắt đầu. Nó sẽ bao gồm ba giai đoạn mà chúng ta sẽ làm cùng nhau. Thứ nhất, hãy nâng cái tâm thức của mình lên trên đầu. Và chúng ta đưa cái tư tưởng cũng như là nhận thức của mình lên trên thông qua thể cảm dục và thể trí và linh hồn. Bước thứ hai, chúng ta đưa thể trí hoặc tâm thức của mình lên trên cao nữa. Bạn là thể cảm dục và thể trí là linh hồn.
Và khi chúng ta làm như vậy, hãy kết nối thể trí của mình với linh hồn. Và bước tiếp theo, chúng ta sẽ đồng nhất cái tâm thức phàm ngã của mình với tâm thức của linh hồn và nhận ra rằng chúng là một. Spend a few moments, identify the personality consciousness with the soul Hãy consciousness. dành một vài khoảnh khắc để hợp nhất phàm ngã, tâm thức của phàm ngã với tâm thức của linh hồn và nhận ra rằng They are one. chúng là một. Now at this high point, Và ở cái điểm ở trên cao này, chúng ta sẽ tất nhiên là sẽ vô thức nhận ra được cái tâm thức này của một cái người quan sát. and this movement into the attitude of the Và observer involves chuyển sang cái thái độ concentration. của người quan sát và liên quan đến ba cái bước trên. We observe the Thứ personality, nhất, our own personalities, chúng ta from quan the sát phàm center, ngã của chúng ta from the angle of the etheric và reality. xem nó dưới cái góc độ của thể thể dị thái. Chúng ta quan sát nó, With chúng ta the quan sát thể dị spectral thái. lens, we observe our personalities Và từ cái điểm cao hơn, chúng ta quan sát and the phàm ngã của experience chúng ta. emerged Bởi vì from the angle of the etheric body. từ cái góc độ của cái thể dị thái, và chúng ta muốn được lưu ý rằng cái gì đang ở trong cái thể dị thái của mình, chúng ta hãy để ý cái điều đấy. Và cái bước tiếp theo, chúng ta hữu thức hãy tuôn đổ cái năng lượng của linh hồn từ cái tâm thức cao hơn mà chúng ta nhận ra và chúng ta đang làm việc ở trên đó. Chúng ta tuôn đổ cái năng lượng của linh hồn và đưa nó xuống cái luân xa gốc. Và điều hướng và tuôn đổ cái năng lượng của linh hồn xuống xuống trung tâm của xuống luân xa đáy cột sống. As we do this, or at least picture Và this khi chúng ta làm như vậy, movement, hoặc ít nhất là the tưởng sense tượng, mường tượng force, cái điều đó, năng lượng của linh hồn sẽ được di chuyển xuống we will raise luân it xa đáy gradually đáy cột sống, và cái bước tiếp theo là chúng ta nâng nó lên một cách từ từ via the five centers. thông qua năm luân xa. Starting with the sacral center. Bắt đầu với luân xa đáy cột sống.
di chuyển lên luân xa Tùng Thái Dương. Và hãy để cho năng lượng của linh hồn làm cái việc mà bạn muốn cần phải làm đối với luân xa Tùng Thái Dương. Và sau đó đưa cái năng lượng này đến luân xa tim. Và từ luân xa tim đi lên luân xa cổ họng. Thông qua luân xa cổ họng, chúng ta đi đưa năng lượng lên luân xa Asna ở trước trán và đi lên luân xa vương miện. Chúng ta hãy cảm nhận cái nguồn năng lượng và cuối cùng năng lượng sẽ đi lên, đi vào thể mà chúng ta gọi là linh hồn. When it is done correctly, và nếu chúng ta thực hành và đến được cái giai đoạn mà nó có thể thực hiện được một cách đúng đắn, nó có thể giúp chúng ta hợp nhất phàm ngã và linh hồn thành một thể thống nhất. Và khi chúng ta đạt được cái giai đoạn đó thì một lần nữa nó có thể làm sống động và có thể kết nối tất cả với nhau, phàm ngã và linh hồn lúc này trở thành một thể duy nhất. Và đó có thể được gọi là cái sự chỉnh hợp của Agni. Và từ cái điểm tâm thức này, chúng ta sẽ đưa cái sự chú ý của mình, của cái linh hồn và phàm ngã đã được hợp nhất này hướng lên tam nguyên tinh thần. Chúng ta đưa cái chú ý của mình, của linh hồn phàm ngã hợp nhất đó lên tam nguyên tinh thần và chúng ta sẽ phản chiếu từ điểm này lên cầu Antaprana và mối quan hệ của nó với linh hồn và phàm ngã.
Is this, as we do this process, Và khi chúng ta thực hiện quá trình này, đây là cái bài tham thiền ở trong cuốn Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới tập 2, trang 129. Chúng ta thấy chúng ta cùng nhau đến cái điểm này và ở một cái mức độ nào đó theo cái nguồn, cái dòng chảy của năng lượng này và của tư tưởng này, và chúng ta có thể làm việc từ đó xuống, từ trên xuống và từ dưới lên và đối diện với chúng ta. So, given schedule, move on from this activity, and okay, so Và usually height theo như lịch trình thì this point in time, but bình thường chị also Heidi sẽ giới thiệu cái bài giảng của thầy Michael. be talking about the living, the spirit, Thầy Michael hôm nay sẽ the nói về cái sự phát triển trí tuệ trong Đức Christ. Chuẩn bị. Oh, hey. I am getting some help here. So this one is developing the mind that is in Christ. Okay, very good. Well, those two go together well. So that's what we're up to right now. Moving right along. Okay, well, this is one of those Vâng, mercifully short đây là một trong những cuộc nói chuyện khá là ngắn. Nó được gọi là phát triển trí tuệ ở trong Đức Christ. Vậy điều đó thực sự có ý nghĩa là gì đối với chúng ta nếu chúng ta nói về nó? À, đó là một tuyên bố được đến từ tôn giáo, từ triết học và thông qua Minh Triết Ngàn Đời là phát triển trí tuệ trong Đức Christ. Chúng ta có thể làm gì? Trí tuệ là gì của một điểm đạo đồ bậc bảy? Từ trí tuệ thậm chí có nghĩa là gì? Nhưng chúng ta hãy thử xem xét nó với những gì chúng ta biết rất ít về về suy nghĩ ở tất cả các cấp độ khác nhau của nó. Vì vì vậy, trí tuệ của Đức Christ sẽ là cái mà chúng ta phải gọi là trí tuệ siêu việt trực giác. Trí tuệ siêu việt trực giác sao thủy trên cõi Bồ Đề cho chúng ta cái gọi là trí tuệ siêu việt. Trí tuệ của Ngài cũng là trí tuệ nhóm mà chúng ta có thể gọi là Niết Bàn, trí tuệ Niết Bàn. Cõi Niết Bàn là cõi thứ năm từ trên dưới và cõi thứ ba từ dưới lên. Thứ ba tính từ trên xuống. Đó là cõi Atmic và cõi trí tuệ mà chúng ta có thể gọi là trí tuệ Phật hay trí tuệ Divine. Trí tuệ của Ngài thậm chí còn là trí tuệ. Và điều đó có thể là gì? Có lẽ là một trí tuệ mà có hiệu quả trong tất cả các việc phân biện, nhưng đồng thời cũng không thấy sự khác biệt nào. À, bây giờ nghe có vẻ như là một nghịch lý, nhưng một trí tuệ có tính phân biện, một trí tuệ có tính phân biện tối cao nhưng lại không nhìn thấy sự khác biệt nào. Ánh sáng, hãy để ánh sáng ở đây. Tôi muốn nhìn thấy tất cả khuôn mặt của những người mà tôi đã cảm thấy rất là chán rồi, nhưng nó lại giúp tôi hồi sinh. Đó, đó chính là cái sự đó là loại ba loại bộ trí tuệ này: trí tuệ Bồ Đề siêu việt, trí tuệ Atmic và trí tuệ Niết Bàn, trí tuệ chân thần. Và chúng ta may mắn nếu mà có thể thậm chí nghĩ vào nó vào một ngày tốt lành. Vì vậy đây là một loại trí tuệ vượt ra ngoài quan niệm của chúng ta. Sức mạnh to lớn của sao Kim tràn ngập trí tuệ như vậy. Và chúng ta biết sao Kim là một hành tinh xinh đẹp, có linh hồn cung năm, có khả năng đáng kinh ngạc để thâm nhập vào giá trị của tất cả những gì nó nhìn thấy và hợp nhất với mọi thứ mà nó nhìn thấy. Và đây là một loại trí tuệ xem xét cái địa vị của Đức Christ như là một điểm đạo đồ cấp 7 ở trên cõi của Thượng Đế.
được tràn ngập bởi một loại tình yêu thái dương, chính từ thái dương thượng đế, và đó là một cuộc điểm đạo mà trong đó tất cả các thái dương thượng đế cũng có tham gia. Và hãy tưởng tượng suy nghĩ theo cách này, chắc chắn là không. Cái mà các đệ tử như chúng ta yêu thích rất nhiều là trí tuệ phê phán mà chúng ta đã quá quen thuộc. Như chúng ta, như chân sư DK nói, điều chỉnh công việc của người khác theo tiêu chuẩn của mình cũng không phải là cái loại trí tuệ đó. Dù sao thì từ việc tham thiền, chúng ta hãy nói rằng khi chúng ta cố gắng suy nghĩ bằng trái tim và yêu bằng lý trí, hay là yêu bằng trí tuệ, nghĩ bằng trái tim. Chân sư DK nói rằng trái tim thực sự là linh hồn. Chúng ta đang gần giống với trí tuệ trong Đức Christ chỉ một chút thôi. Chúng ta phải làm việc theo cách của chúng ta. Từ quan điểm tham thiền thì chúng ta có thể nghĩ về trí tuệ trong Đức Christ theo cách này. Và khi chúng ta cố gắng, các đệ tử, những người chí nguyện và những người đệ tử, khi chúng ta cố gắng truyền vào thể trí của chúng ta tình yêu của linh hồn và nhận thức bằng trực giác thông qua trái tim, kết nối với cõi Bồ Đề trực giác, phải không? Khi mà chúng ta cố gắng thể hiện tình yêu của linh hồn và nhận thức trực giác thông qua tâm Bồ Đề, chúng ta đang bắt đầu tiến gần hơn tới trí tuệ trong Đức Christ, Đức Phật, trí tuệ siêu việt. Tôi luôn yêu thích điều đó, cho thấy một trường chức năng cao hơn của sao Thủy. Chỉ có một sự hợp nhất trong cái trường trí tuệ và liền mạch là đủ. Và trong đó tất cả các khía cạnh của trí tuệ tuôn đổ cùng nhau từ cao đến thấp, tạo ra một phần cụ thể trí. Và bạn biết là trên cái bản đồ chúng ta ấy, phần này của thể trí được phân chia từ phần kia của thể trí. Và chân sư DK đã nói rằng chúng ta phải tạo ra từ nó một cái trường trí tuệ từ trên xuống dưới, từ cao đến thấp. Đó là cái loại trí tuệ hợp nhất, có thể bắt đầu gần giống như là trí tuệ trong Đức Christ. Vì vậy, khi chúng ta càng tham thiền một cách bí truyền, một cách huyền bí, với thể trí giữ vững vàng trong ánh sáng của... Tất nhiên nói thì dễ, nhưng thực hiện thì rất là khó. Như vậy thì chúng ta sẽ càng phát triển trí tuệ trong Đức Christ. Vì vậy, rõ ràng phụng sự tham thiền là chìa khóa để làm điều này. Phụng sự mở rộng trái tim và tham thiền kết nối chúng ta với những nguồn cao hơn của trí tuệ không biên giới. Chúng ta bắt đầu với ba loại trí tuệ hợp nhất, phải không? Ta... Và như vậy thì chúng ta đang ở mức độ nào? Chúng ta sẽ phấn đấu, chúng ta sẽ khao khát, chúng ta sẽ làm và chúng ta sẽ đạt được. Và khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta phản ánh trí tuệ của Ngài, trí tuệ của Thượng Đế Vĩ Đại. Chúng ta sẽ suy nghĩ trong sự hòa hợp, trực giác, Bồ Đề và trong nhận thức ngày càng lớn hơn về sự hợp nhất, mà ít nhất là về cơ bản tồn tại giữa tất cả các chúng sinh. Tôi sẽ nhắc lại điều này để có thể hiểu hơn nó. Khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta cố gắng phản ánh trí tuệ của Ngài, trí tuệ của đấng tối cao vĩ đại, đấng thực sự có thể hiện hữu khắp nơi đối với trái đất của chúng ta, và chúng ta sẽ suy nghĩ trong sự hòa hợp trực giác của Bồ Đề Tâm. Đó là cõi giới của sự hài hòa. Cõi Bồ Đề được gọi là cõi của sự hài hòa và trí tuệ thuần khiết. Và trong nhận thức ngày càng lớn hơn về sự hợp nhất, mà ít nhất là về cơ bản tồn tại giữa tất cả các chúng sinh. Vì vậy, đó là trí tuệ vốn nhận thức sự hài hòa cần thiết, sự liên quan, sự hợp nhất và cuối cùng là đồng nhất. Vì vậy, hãy thử nó. Tôi biết là bây giờ còn hơi sớm, nhưng mà chúng ta cứ thử. Nhờ vậy mà chúng ta có thể kích hoạt được luân xa tim. Hãy chỉnh hợp với linh hồn của mình. Với một cái thứ rất là tinh tế mà chúng ta gọi là linh hồn nhóm. Và chúng ta chỉnh hợp với linh hồn duy nhất của toàn nhân loại. Và
Bằng cái việc làm như vậy, hãy nghĩ về tất cả các chúng sinh và tất cả mọi thứ. Như thể tất cả chúng ta đang ở trong một sự hợp nhất, không thể phân ly. Cái thực tại của nó được quyết định bởi tình yêu thiết yếu. Chúng ta sẽ nghĩ về tất cả mọi sự sống và tất cả mọi thứ như thể trong một sự hợp nhất, không thể phân ly. Và thực tại đó được xác định bởi tình thương, tình bác ái thật sự. So you let your mind expand over the À, entire và các bạn hãy để trí tuệ của mình mở rộng trên toàn bộ hành tinh và thông qua tất cả các cõi. Và đó là một sự hợp nhất mà bạn nhận thức và sự hợp nhất đó tồn tại vì cái lòng bác ái thật sự. And then see if doing Và sau this, đó hãy xem nếu như làm như vậy mà bằng một cách nào đó cái luân xa tim của bạn vẫn không thể được kích hoạt. Luân xa tim là luân xa kết nối với cõi Bồ Đề. Thật là tuyệt diệu. Và hãy xem liệu cái thứ vi tế đó, cái thứ được gọi là linh hồn ấy, mà bạn có thể truyền vào thể trí của bạn không? Khi bạn nghĩ theo cách này. Và sau đó, tất nhiên là nếu nó không hiệu quả thì hãy xem liệu có điều gì phá vỡ thực tế của sự hợp nhất được nhận thức được ở trong tình thương không? Bởi vì chúng ta phải loại bỏ tất cả những cái thứ mà chia rẽ sự hợp nhất được nhận thức. Trí tuệ hợp nhất nó ở trên cõi trí tuệ cao hơn và thậm chí là vượt xa cả cõi Bồ Đề. Vì vậy nếu có bất cứ điều gì phá vỡ sự hợp nhất hoặc là can thiệp vào sự hợp nhất mà bạn đang nhận thức, nó hầu như sẽ luôn luôn là bởi vì phàm ngã của mình, phàm ngã của bạn vốn có quan điểm dị biệt về cái sự chia rẽ. Thật là thú vị, tất cả những thứ này đều rất tinh tế. Việc vén cái bức màn che ngăn cách là một điều rất tinh tế, và khi thực hiện những gì được tiết lộ là điều mà chúng ta chưa bao giờ thấy, nhưng nó luôn luôn ở đó. Sự mặc khải là về những gì mà luôn luôn hiện diện. Chân sư DK đã nói với chúng ta như vậy. Vì vậy, tất cả những điều này mà chúng ta cố gắng trong việc thay đổi cái trạng thái trí tuệ của chúng ta là một sự phản chiếu, chỉ là một sự phản chiếu trí tuệ ở Đức Christ. Nó chỉ là một sự phản chiếu, nhưng đối với mục đích của chúng ta, nó có thể là một sự thành tựu thực sự. Nhưng mà trí tuệ thực sự ở trong Đức Christ là gì? Có lẽ chúng ta chỉ đang trên con đường thôi và chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều đó. Rốt cuộc thì trí tuệ chân thần của một điểm đạo đồ bậc 7 là gì? Nếu bạn nghĩ về nó, điểm đạo đồ bậc 7 có thể đã phá hủy vận cụ chân thần của mình. Giống như vận cụ ở cõi nguyên nhân. Nói về vận cụ cõi nguyên nhân thì chúng tôi đã có một cái sự kiện nói về điều này. Như những gì đã trình bày thì chúng ta đã có một cái bài tham thiền và chúng ta hãy chạm vào người khác như Đức Christ chạm vào chúng ta. Và chiếc bình vỡ ra với ba ngọn lửa trung tâm trôi nổi xung quanh mặt nước. Thời gian thật tuyệt. Vận cụ cõi nguyên nhân, các bạn đã biết là sẽ bị phá vỡ. Như đền thờ Ezekiel, vận cụ Bồ Đề cũng vậy. Và sau đó vận cụ được giải phóng cũng bị phá hủy. Nhà giả kim là tinh chất dễ bay hơi ở trong biển lửa. Vậy việc suy nghĩ sẽ như thế nào khi bạn ở cái cấp độ đấy? Nói chung là một trạng thái e ngại như vậy khi chúng ta thoát khỏi cái vận cụ chân thần, hãy tưởng tượng điều đó. Such a state of apprehension must be based on more than love as we know it. And I will just say this.
Một trạng thái như vậy phải dựa trên nhiều hơn tình yêu hơn là chúng ta đã biết, và tôi sẽ chỉ nói điều này. Loại trí tuệ đó được nhận thức từ biển lửa, phải dựa trên sự hợp nhất mà tôi đã đề cập tối qua. Đó là điều tuyệt vời nhất mà tất cả các chân sư của chúng ta đều rất thông thạo. Một chân sư minh triết, một con rồng nhỏ khôn ngoan trên hành tinh của chúng ta là chân sư của sự hợp nhất, và Đức Christ là một bậc thầy, một chân sư hàng đầu về hợp nhất. À, vậy thì loại trí tuệ này sẽ dựa trên một cái sự nhận thức rằng mà không thấy sự mâu thuẫn hay sự khác biệt cơ bản giữa bất kỳ sự sống nào. Tất nhiên, sự khác biệt là quy tắc, rõ ràng là mọi thứ đều khác biệt, nhưng về cơ bản cũng chẳng có gì khác biệt hết. Cái loại trí tuệ tổng hợp đó phải ở trong bên trong phải ở bên trong đấng vĩ đại. Chúng ta chỉ cần tiếp cận và cố gắng hiểu nó bằng những phương pháp sai lầm của riêng mình, và chỉ cần suy nghĩ một chút về những gì nó có thể như thế nào, mà không thể nhìn thấy bất kỳ sự khác biệt thiết yếu nào giữa các sinh vật, giữa những Vậy đó là một kiểu suy nghĩ. Tất cả mọi người đều suy nghĩ, kể cả hành tinh Thượng Đế cũng suy nghĩ, Thái Dương Thượng Đế cũng suy nghĩ. À, bạn nói là bây giờ bạn đã vượt lên trên trí tuệ, bởi vì Thái Dương Thượng Đế cũng đang suy nghĩ, và tất cả các Thượng Đế cũng vậy. Họ đang suy nghĩ theo cách riêng của Ngài, và chúng ta sẽ không bao giờ có thể vượt lên trên được trí tuệ. Đó là một nguyên lý của vũ trụ. Đó là một cái kiểu suy nghĩ và cho thấy một sự hợp nhất không thể tách rời. Tôi thích cái từ đó, một sự hợp nhất không thể tách rời. Thỉnh thoảng người ta phải ngồi xuống và xem liệu người ta có thể suy nghĩ chính bản thân mình và đưa mình vào sự hợp nhất không thể tách rời hay không. Vì vậy, đó là một loại trí tuệ hoạt động trong sự giác ngộ hoàn toàn tổng hợp hoàn toàn. Từ tổng hợp dễ thì nói, nhưng mà mọi người đều thích từ nó, nhưng nó là gì? Đó là một loại trí tuệ hoạt động trong sự nhận thức đầy đủ và tham gia đầy đủ vào quá trình tổng hợp, và không bằng bất kỳ động thái nào mà nó có thể thực hiện xâm phạm sự thống nhất xuất hiện từ cái việc tổng hợp. Nó không xâm phạm sự thống nhất, sự hợp nhất. Bây giờ chúng ta có thường xuyên nghĩ theo cách mà xâm phạm đến cái sự hợp nhất hay không? Tôi nghĩ là khá thường xuyên. Có một sự đồng nhất và liền mạch được nhận thức liên tục trong thể trí. Mọi chuyển động đều nhận thức về sự thống nhất. Có một sự thống nhất và liền mạch được nhận thức liên tục trong thể trí. Mỗi luyện chuyển động của nó, và có lẽ nó không còn di chuyển nhiều nữa, tăng cường sự nhận thức về sự thống nhất. Vậy chúng ta có thể nhận ra điều đó như thế nào không? Liệu chúng ta có thể thực hành cái việc suy nghĩ với loại trí tuệ đó, ngay cả nó chỉ là một cái sự xấp xỉ, sự phản chiếu nhỏ bé của chúng ta với loại trí tuệ đấy thôi, nhưng nó vẫn có thể hoạt động vượt xa trí tuệ của phàm ngã. Nếu chúng ta suy nghĩ bằng phàm ngã, chúng ta không thể nào đến gần đến với trí tuệ của Đấng Christ. Tôi nghĩ là chúng ta nên thử, nên thực hành cái điều này. Thực hành cái việc nhận thức một cách thống nhất, theo một cách hợp nhất đến nỗi tất cả mọi thứ được coi là cơ bản là đều hài hòa với nhau. Điều đó không có nghĩa là bạn có thể ngây thơ cả tin và không thấy cái sự ma sát hoặc là cái sự khó khăn nào tồn tại giữa các loại năng lượng mà chưa được điều chỉnh. Bạn thấy tất cả những điều đó, nhưng đồng thời sự hài hòa thiết yếu được tiết lộ trong nhận thức của bạn. Và vượt qua cái sự hài hòa, vượt qua ra ngoài cả sự thống nhất là trí tuệ chân thần Atmic, mà vốn tiết lộ cái tính đại đồng. Bây giờ Đức Christ là một chân sư đứng đầu về cái sự hợp nhất trên hành tinh nhỏ bé của chúng ta, ít nhất là trong số những người thuộc cung bốn ở trong thánh đoàn, thực sự đã làm chủ được khả năng nhận thức tất cả mọi thứ về bản chất đều là một. À, vì vậy tôi đề nghị đơn giản rằng chúng ta sẽ thực hành theo cách riêng của chúng ta, một cách mà để tiếp cận trí tuệ trong Đức Christ.
Và nó sẽ là một nỗ lực, nó sẽ đưa chúng ta vào những cái lĩnh vực mới mà chúng ta có thể chưa bao giờ trải nghiệm trước đây. Nhưng chắc chắn nó sẽ loại bỏ tất cả các trí tuệ phàm ngã mang tính phê phán, vốn không đi đến đâu cả và sẽ không mang lại cái điều gì có ích cho cái bản chất tinh thần. Và chúng ta, những đệ tử với những cái thể trí cụ thể được phát triển quá mức, phải học cách chuyển hóa những khuynh hướng đó thành nhận thức của ít nhất là những cái trí tuệ hợp nhất. Cảm ơn tất cả các bạn. Well, that was a brilliant talk, and it's